người đã giả danh Phương Hằng tôi mà lấy được tiền của người khác thông qua cái số tài khoản là được gặp Phương Hằng là sẽ được hay đóng 20 triệu, và người ta đã chuyển tiền vào một cái tài khoản. Tôi sẽ in ra cho quý vị xem, đây là một trong những cái trò lừa thật là kinh khủng. Và nhân đây thì tôi cũng khẳng định với quý vị rằng là tôi không có quảng cáo buôn bán đất đai tài sản gì cả, không có một cái mối quan hệ nào liên quan tới tiền bạc tài chính với bất cứ cộng đồng xã hội và người nào, và đặc biệt là tôi không bao giờ đi khuyên, đi gọi là đi quảng cáo bán bất động sản, cũng như là rủ ai bỏ tiền bạc vào bất cứ một tài khoản nào, từ chuyện từ thiện cho đến cái chuyện mà đi gặp bà Phương Hằng là chuyển 20 triệu anh chuyển rồi luôn đó. Coi như là họ đã dùng tất cả những cái thời cơ để mà tạo thành những cái cơn nguồn cơn lừa đảo, và đây là một trong những cái sự thật mà để tôi cho nhân viên in ra cho quý vị xem, là một anh đó đã nhận tiền của một người, và người đó thông qua một người quen là báo đến tôi rằng là chị đã đóng 20 triệu để chị được gặp em Phương Hằng, và cái chị đó nói là Hằng là quen với tôi cho nên là tại sao phải đóng 20 triệu, và chị ấy đã lưu lại hết tất cả các tin nhắn và luôn cả số tài khoản của cái người được chuyển. Thì đây là một cái trò lừa thật là kinh khủng quý vị. Thì quý vị cũng lo lắng cho tôi, thì giờ là anh Dũng cũng đã nói với quý vị rằng là tất cả những cái gì thì chúng ta nên trở lại một cuộc sống bình an, và tôi cũng không muốn là trở thành một người phụ nữ gọi là ăn nói không ra gì hay là tầm thường, thì có những cái điều mà tôi bức xúc. Thì anh Dũng anh nói như vậy thì tôi cũng cảm ơn, một lần nữa tôi cũng cảm ơn một cái văn bản đưa ra rất là có lợi cho tôi, là vì sao một mình tôi mà bị biết bao nhiêu con người chửi, gần như là bị tấn công đủ phía hết, nhất là đứa con gái của tôi bây giờ hiện nay là nó bỏ học rồi, nó bỏ học và nó bị trầm cảm và nó đóng cửa trong phòng. Đó là một trong những cái điều mà tôi đau lòng nhất, khi mà con gái của tôi nó cảm thấy nó bị tổn thương. Cháu có 15 tuổi giờ vừa lợi sắp lớn mà cũng chưa lớn, mà nói chung là cái giai đoạn này đối với cháu là một sự rất là khó khăn, cho nên trong cái cuộc chiến nào cũng có thương tích đó quý vị. Tôi từ nạn nhân này đi đến nạn nhân kia, và rồi bây giờ trước mắt là đứa con gái của tôi là nó bị tổn thương. Đó là cái điều mà tôi khiến cho tôi là đau lòng nhất, và nó trách móc tôi rất là nhiều, thậm chí là nó khóa cửa phòng, nó không tiếp xúc với tôi. Nó cảm giác là mẹ không phải là người tốt, hay là mẹ tại sao mẹ để cho người ta tấn công mẹ, tại sao người ta có thể nói những cái lời. Nói chung là qua một cái cuộc chia sẻ như thế này thì tôi sẽ trở lại, bởi vì cũng không ai cấm tôi lên công chúng, tôi sẽ trở lại chia sẻ với quý vị về cuộc sống, về hạnh phúc gia đình, cũng như những talk show mà tôi đã từng làm trước đây, để mong mang đến một cái sự vui vẻ, một hạnh phúc, một cái bình an đến tất cả cộng đồng quý vị trong và ngoài. Cuộc chiến đến đây thì chúng ta nên dừng lại. Cuộc chiến đến đây thì chúng ta nên dừng lại. Cuộc chiến đến đây thì chúng ta nên dừng lại. Mọi thứ là hãy để cho pháp luật giải quyết. Và tôi tin là pháp luật là một trong những cái chúng ta cần phải thượng tôn và tuân thủ theo pháp luật. Thì có chuyện đi đến đây thì cũng đã tốt đẹp rồi. Thì phải nói là Phương Hằng tôi rất là cảm động khi cái sự kiện vừa qua đã khiến cho rất là nhiều người lo lắng cho tôi, rồi hoang mang, rồi không biết như thế nào. Nhưng mà đó là số phận, đã là sứ mạng, đã là một cuộc chiến mà giữa cái thiện và cái ác, và tôi đã làm tất cả những gì có thể, kể cả tôi đã trả giá, tôi nó bị tổn thương, tôi cũng không có ân hận. Tôi sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt nhất có thể để bảo vệ các con mình. Và thông qua cái buổi chia sẻ này của anh Dũng thì tôi cũng đã lấn sân ảnh, vì tôi biết rằng là quý vị rất là mong chờ, rất là muốn nhìn thấy tôi. Thì tôi rất cảm ơn quý vị. Tiếp tục thì cứ để cho anh Dũng anh chia sẻ về những cái kinh nghiệm mà anh đã trải qua, và anh đã gần như là dự đoán rất là đúng. Sẽ chia sẻ với quý vị vào mỗi buổi tối lúc khoảng 7 giờ cho đến 8 giờ. Chủ đề là chủ yếu là cuộc sống, là hạnh phúc, là những cái gì tôi trải nghiệm qua, để tránh những cái người, những cái sự việc vừa qua thì nó cũng không hay. Cho nên quý vị nào yêu mến tôi thì tôi rất cảm ơn, rất chân thành, rất kiên nhẫn. Và chúng tôi luôn luôn là những người sống vì mọi người. Xin cảm ơn và chào tất cả quý vị.